nhá về chị gái chị hôm nay thì chị cũng gặp vấn đề về dạ dày về nội tiết với cả về da nám thì chị uống chủ yếu để chị cải thiện những vấn đề đấy, nhưng mà qua quá trình uống nai được sáng hộp thứ chưa chưa đến hộp thứ 10 đâu, chị mới uống được hết một liệu trình hộp thứ bảy. Hộp thứ bảy thì cái vấn đề thì ngày trước là chị cũng bị xoang xoang mấy năm nay thì chị không có ngửi được cái mùi thức ăn, phân biệt được cái mùi mà chị, nghĩa là hỏi chị là mùi thơm hay mùi gì là chị không biết, chị bảo không thấy mùi gì. Thế đến bây giờ thì uống nai được sang đến hộp thứ bảy, gần hết hộp thứ bảy rồi. Thì chị hôm hôm vừa rồi hai chị em gọi nói chuyện thì chị bảo là bây giờ tôi ngửi được rồi, tôi phân biệt được mùi thức ăn, mùi thơm, mấy mùi xung quanh mình là chị biết được rồi. Đấy, nai rất là tuyệt vời luôn.